bảy bảy phẩm thiện đạt bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn lúc thực hành bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát làm sao để hoàn toàn thông suốt thật tướng của các pháp phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát giống như người được biến hóa không thực hành tất cả kiết sử tham sân si không thực hành sắc uẩn cho đến thức uẩn không thực hành nhãn xứ cho đến ý xứ không thực hành sắc xứ cho đến pháp xứ, không thực hành nhãn giới cho đến ý giới, không thực hành sắc giới cho đến pháp giới, không thực hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không thực hành nhãn xúc cho đến ý xúc, không thực hành các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không thực hành địa giới cho đến thức giới, không thực hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không thực hành các pháp do nhân duyên sanh ra, không thực hành vô minh cho đến lão tử không thực hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không thực hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc không thực hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không thực hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không thực hành pháp nội không cho đến vô tính tự tính không không thực hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. không thực hành thành đế khổ tập diệt đạo không thực hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ không thực hành tịnh quán địa cho đến như lai địa, không thực hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không thực hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, không thực hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thực hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng, không thực hành ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không thực hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, không thực hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không thực hành quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không thực hành tất cả các hạnh của đại bồ tát, không thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không thực hành trí nhất thiết trí, không thực hành pháp nội, pháp ngoại, không thực hành tùy miên và các phiền não trói buộc, không thực hành pháp thiện, pháp ác, không thực hành pháp hữu ký, pháp vô ký, không thực hành pháp hữu lậu, pháp vô lậu, không thực hành pháp thế gian, pháp xuất thế gian không thực hành pháp hữu vi và pháp vô vi không thực hành thánh đạo và kết quả của thánh đạo cũng giống như vậy lúc thực hành bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát hoàn toàn không thực hành đối với tất cả các pháp đó là hoàn toàn thông suốt thật tướng của các pháp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật làm sao người được biến hóa có thể tu thánh đạo? Phật dạy, thiện hiện, người được biến hóa nương vào việc tu thánh đạo, không nhiễm không tịnh cũng chẳng luân hồi sanh tử trong các cõi. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát làm sao hoàn toàn thông suốt tất cả các Pháp đều không phải là việc thật phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao tất cả những người được như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa ra có thật sự làm việc không dựa vào việc thật này có nhiễm có tịnh và sự luân hồi sanh tử không thiện hiện đáp không thưa thế tôn người được như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa ra chẳng có thật sự chút nào dựa vào việc ấy chẳng có nhiễm có tịnh và cũng không có việc luân hồi sanh tử Phật bảo thiện hiện cũng như vậy lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, các đại Bồ Tát hoàn toàn thông suốt thật tướng của tất cả các Pháp, thấu rõ các Pháp đều không thật sự. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, tất cả sắc thọ tưởng hành thức đều như huyến hóa,